anh ơi, đâu tôi cho công an xuống gặp ông á. Thì ai gặp cũng được, nhưng mà anh không có lớn tiếng như vậy. Cái gì mình nói từ từ mình nói. Người ta tôi mua cho anh chỉ đạo nha. Thôi, anh nói như vậy cũng vậy, anh hàng ba cũng lấy rồi không à? Tôi bỏ cho ông ấy hơn bốn mươi hơn bây giờ đó. Đối mặt với tôi à? Hả? Không phải, không có lớn tiếng như vậy được. Tôi cho công an xuống ông nghe hả? Anh mời công an xuống đi, nhưng mà anh không được vào ông này. Tôi bước vô là thằng nào làm gì đâu. Tôi mời anh ra. Em đi ra ngoài để anh xử mấy này. Em đi ra ngoài. Ai xuống đây? Tôi. Ông tên gì? Tôi tên Dũng. Anh làm cái gì đây? Tôi ăn ninh ở đây, nhưng mà tôi mời anh ra. Anh ăn ninh công ty nào? Đi ra lấy cái điện thoại cho anh. Mẹ tôi gọi công an 17 xuống. Không không, mình đừng chửi với nhau, mình nói chuyện đàng hoàng. Em đi lấy cái điện thoại cho anh. Anh ăn ninh làm gì? Ăn ninh gì? Anh đi. Anh nên siêu thị này. Anh ăn ninh công ty gì? Không, không được chỉ tay tôi. Công ty gì? Ông công ty, anh ninh công ty gì? Công ty gì? Cái chuyện tôi, cái chuyện anh tới đây là anh muốn hỏi. Dạ tôi vô đây là thằng nào làm gì tôi? Nhưng mà cái chuyện đó thằng nào làm gì tôi? Không thằng nào làm gì hết. Đi ra ngoài xe. Đi ra ngoài xe. Kêu bảo vệ đây. Kêu bảo vệ công ty tòa nhà này xuống đây. Nhanh. Kêu thằng nào bảo vệ đây. Không, mình đừng có dùng từ thằng. Nếu chỉ có người lớn, có người nhỏ mình tự đừng nói nha. Tôi là ban chỉ đạo 17 nha. Cái chuyện đó là chuyện của anh. Đưa cái giấy tờ của ông ra. Đưa ra. Xin lỗi anh muốn kiểm tra tôi, anh ra ngoài đường. Ông đưa cái thẻ ngành luôn. Anh muốn tới đây là anh kêu cái địa phương tới đây. Chứ không phải là tôi. Tôi là địa phương ở đây nè. Cái chuyện đó chuyện của anh. Tôi quản lý địa bàn này nè. Ông biết tôi không? Nè, kê khẩu trang lên nói chuyện với tôi. Nè, ông chụp hình tôi vô. Chụp hình tôi vô. Ờ.